Hiền xin chào các bạn. Hôm nay thì Hiền sẽ review cái kết quả điều trị mụn sẹo cho bé khách hàng Phạm Uyên. Năm nay bé con bao nhiêu tuổi thì con? 17 tuổi. À, năm nay con 17 tuổi ấy. Con bội mụn thì do tuổi dậy thì quá trình thì bé thuộc cái làn da là đẹp, nhưng mà do quá trình bé dậy thì nó bị một số nốt mụn. Do bé không biết cách sử dụng mỹ phẩm nên là nó để lại những cái nốt sẹo. Thực ra sẹo của bạn thì cũng chưa phải là nặng lắm, nhưng mà qua quá trình mà bạn đã trị mụn và trị sẹo chỉ có 2 buổi thôi, thì mời quý khách hàng tham khảo là sau 2 buổi điều trị mụn và sẹo của bạn cải thiện được những cái vấn đề gì. Thì bây giờ mình sẽ quay trực tiếp vào cái làn da tình trạng trước khi điều trị để các bạn có thể thấy được là cái mức độ da của bé như thế nào. Thì đây là hình ảnh trước khi điều trị của bé khách hàng Phạm Uyên. Các bạn nhìn tổng thể thì nhìn da bạn đi, thì nếu như chúng ta nhìn như thế này thì chúng ta không thấy được cái mức độ da khô của bé ấy. Vì khi mà quá trình bé đào tiết tuyến dầu thì các bạn thấy được da bạn bên ngoài thì rất là bóng dầu, nhưng bên trong thì thiếu độ ẩm. Mình sẽ có những cái hình ảnh sau khi mà bé quá trình lấy mụn, da bé rất là khô. Khi mà bé đến tuổi 17 thì các bạn biết là đây là cái độ tuổi dậy thì nó rất là nhạy cảm, thứ hai là dễ bị mụn. Thì các bạn thấy được là quá trình khi bé bị mụn thì bé có tự dùng những cái sản phẩm tại nhà để trị mụn, cũng như là lấy tay cạy nọn thì bé bị những cái vết sẹo như thế này. Thì đối với cái nốt sẹo, những cái vết sẹo như thế này thì nó cũng không phải là phức tạp lắm, nhưng nếu như chúng ta để mà thời gian lâu dài ra thì những cái sẹo này nó sơ cứng thì nó sẽ lõm xuống hơn nữa, và nó sẽ gây mất thẩm mỹ, đặc biệt là làn da con gái. Nếu như có sẹo như thế này mà quá trình khi mà các bạn ra ngoài hoặc lâu lâu muốn đi đâu muốn mang cốc trang điểm á, thì những nốt sẹo này dù có chét phấn cỡ nào thì vẫn không che lấp được, đúng không ạ? Ngoài ra thì ở dưới cái phần xương ngạnh hàm thì bé có rất là nhiều những cái mụn ẩn, thì từ những cái mụn ẩn này thì nó mới gây ra vấn đề tình trạng da bị viêm và bị thâm. Nhìn thế thôi nhưng mà quá trình khi mà Hiền lấy ấy, thì mình có quay trực tiếp trên YouTube rồi á, các bạn sẽ thấy được bé Phạm Uyên này quá trình khi lấy là mụn li ti ở dưới rất là nhiều. Thì mình có điều trị mụn cho bạn một buổi và kết hợp một buổi điều trị sẹo. Thì hiện tại bạn mới điều trị 2 buổi tại HV Linic các bạn nhé. Chỉ có với 2 buổi thôi thì làn da bây giờ thì da bạn rất là tuyệt vời. Thì các bạn nhìn thấy được là tổng thể thì má bên tay phải thì bạn bị nặng hơn, bị nhiều mụn ẩn và nhiều sẹo. Chúng ta nhìn thấy thôi, nhưng khi vừa view ra cái mức độ mụn ẩn trong da rất là nhiều. Và từ cái mụn ẩn này thì nó mới chuyển thành sẹo. Nhưng mà bạn cũng may mắn là mẹ bạn ý thức được vấn đề này và đưa con đi điều trị sớm, thì cũng không để lại những cái hậu quả mà khôn lường như những làn da tình trạng khác. Nhiều bậc cha mẹ cứ nghĩ là đến tuổi dậy thì ai cũng có mụn và tự khỏi, nhưng vấn đề không biết có tự khỏi hay không mà có thể viêm bội nhiễm hơn và để lại những cái hậu quả như sẹo, những cái sẹo lớn, mảng sẹo lớn, hoặc là những cái dài sẹo lớn, sẹo dài, thì sau này điều trị nó rất là phức tạp và gây tình trạng mất thẩm mỹ. Thực sự là con gái nếu mà bị sẹo thì mặc cảm lắm. Đây là má bên tay phải và mình sẽ view hết cái má bên tay trái cho các bạn coi. Với má bên tay trái các bạn nhìn thấy thực sự là nếu như bể mụn thì các bạn chỉ thấy được những cái mụn, một số cái điểm viêm như thế này. Thì quá trình bé nặn nhưng mà nó cũng để lại một số nốt sẹo rồi. Thì đây cũng là một cái vấn đề thẩm mỹ, nên là nếu như các mẹ mà thấy được là cái vấn đề quan trọng trong vấn đề thẩm mỹ thì cần điều trị mụn và sẹo sớm. Và đây là kết quả sau 2 buổi điều trị, thì các bạn sẽ tham khảo cái làn da thực tế. Mình sẽ coi cái má bên tay phải trước nha. Không biết bộ phận máy quay có thấy rõ không ạ? Thì đây các bạn nhìn thấy cái phần xương ngạnh hàm này, hiện tại thì cái mụn ẩn của bạn đã được lấy sạch đến 99% rồi. Sau quá trình điều trị mụn một buổi và điều trị sẹo một buổi nha các bạn. Hiện tại bé Phạm Uyên á, mới điều trị ở HVNX 2 buổi thôi. Con gái có thể chia sẻ cái tình trạng mụn của con á, trước khi con đến HVNX như thế nào không? Nặng hả? Con bị nặng hả? Rồi ở nhà thì khi con bị mụn ý, thì con có được ai bày cho cách trị mụn, hay con tự lấy, hay con tự tìm hiểu mua sản phẩm? Tự tìm hiểu mua sản phẩm. Con tự tìm hiểu sản phẩm. Thì con bôi bao lâu thì cái da của con thấy bị sẹo với da nó bị khô nữa? Con bôi sản phẩm bao lâu? Tầm 1-2 tháng thôi mà. Con bôi được 2 tháng đã bị rồi. Vậy thì quá trình khi con đến bên HVNX tư vấn thì con thấy được là cái vấn đề da của mình có bị tổn thương không, hay mình nghĩ thông thường là nó chỉ bị đỏ bị thâm thôi? Con có nghĩ là con có bị sẹo không? Thật có. Có hả? Rồi vậy thì qua quá trình con điều trị 2 buổi tại HVNX thì con thấy kết quả như thế nào? Sạch mụn với lại da đẹp. Da đẹp khỏe hơn đúng không? Hôm trước là con thấy da con dầu bên ngoài rất là nhiều, nhưng quá trình con rửa mặt xong thì da nó sẽ bị căng khô, nó không mất cái tính đàn hồi đúng không? Mặc dù là bạn đang độ tuổi 17 là cái tuổi mà phải nói là cái sự mà tăng trưởng cũng như sức sống của làn da nó phải đàn hồi rất là tốt, nhưng mà nó chỉ bị một cái yếu tố là khi các bạn bị mụn rồi, quá trình không biết cách sử dụng mỹ phẩm thì nó gây ra cái tình trạng da bị khô. Nhìn thì bóng dầu như thế này thôi nhưng một lát nữa rửa mặt là da bạn khô lắm. Quá trình lấy mụn thì mình cũng chụp lại cho bạn xem và bạn cũng thấy được vấn đề da khô, mất sự đàn hồi, cũng như là vấn đề bé bị sẹo. Thì các bạn thấy được hiện tại cái phần sẹo này, mụn thì điều trị có một buổi thôi các bạn nhé, rồi sau đó thì bạn dưỡng. Và sau khi mình cho bạn dưỡng phục hồi là mấy tuần thì con điều trị sẹo nhỉ? Từ lúc con lấy mụn mà cho đến mấy tuần con dưỡng thì con trị sẹo ta?
2 tuần. 2 tuần, có nghĩa là con lấy mụn xong rồi con dưỡng 2 tuần xong là con trị sẹo luôn đúng không? Vậy là con trị sẹo mấy buổi tại HV Clinic rồi? 1 buổi. 1 buổi đúng không ạ? Vậy con trị sẹo xong 1 buổi thì bây giờ con thấy cái sẹo con đầy được bao nhiêu phần trăm? Tầm 50%. 1 buổi đầy 50%, con có hài lòng không? Không. Rồi nếu như để mà có điều kiện thì con có muốn trị sẹo tiếp không? Hay như thế này là đẹp rồi? Con thấy vậy được rồi. À, con thấy vậy là đẹp rồi. Thực ra thì với độ tuổi của bé thì bé hiện tại cũng đang là lệ thuộc kinh tế từ gia đình. Thì như bé vừa chia sẻ là sau khi mà 1 buổi trị mụn cộng với 1 buổi trị sẹo thì cộng với bạn dưỡng ở nhà tốt nữa thì hiện tại thì mụn của bạn đã tạm là sạch. Bây giờ hiện tại mình nói là sạch đến 90%, hơn 90% rồi. Vì bé đang tuổi dậy thì thỉnh thoảng vẫn có một vài cái nốt mụn là chuyện bình thường. Thứ hai nữa, về vấn đề sẹo ấy thì bạn đã đầy được 50% sau 1 buổi điều trị. Thì hiện tại bạn Phạm Uyên mình nhắc lại là mới điều trị 2 buổi tại HV Clinic, chủ yếu bạn chăm sóc và dưỡng tại nhà, 1 buổi trị mụn và 1 buổi trị sẹo. Nhưng mà với tình trạng của bé thì chỉ cần 2 buổi thôi, nhưng nếu như tình trạng bạn nặng hơn thì chắc chắn là phải cần cái số buổi nhiều hơn nha. Một số bạn nghe này có 2 buổi lại nghĩ là ra mình sao có bạn kia 2 buổi mà hiệu quả vậy mà mình 2 buổi chưa hiệu quả. Quá trình 1 hay 2 buổi hay 3 buổi hay 5 buổi thì nó tùy thuộc vào cái tình trạng bệnh lý và cũng như cái sức khỏe làn da của các bạn cộng với chế độ chăm sóc dưỡng tốt. Nếu quá trình các bạn điều trị mà cho bạn dưỡng tốt thì cái số lần điều trị sẽ rút ngắn lại. Thì như các bạn thấy được là khi mà bạn đến đây thì trước khi đến HV Clinic mụn bạn nhiều này, nhiều thì ở mức độ so với một cái làn da của bạn là nhiều. Thứ hai kết hợp có sẹo thì sau 2 buổi thì cái kết quả vô cùng tuyệt vời. Các bạn thấy được là khi mà một cái làn da nếu như mà nhìn tổng thể các bạn sẽ thấy được là bé Uyên không phải là thuộc típ da dầu lỗ chân lông to. Thực ra thì bé thuộc cái típ da lỗ chân lông nhỏ và nó chỉ hỗn hợp nhẹ thiên dầu thôi. Nhưng quá trình bé bị mụn nên là không biết cách lấy và cũng như sử dụng mỹ phẩm, rồi tự lấy tay sải cặn thì tự nhiên bây giờ thì bé có những lỗ sẹo cũng như ở vùng mũi thì nó bị một số vấn đề về lỗ chân lông. Nhưng mong rằng là sau 2 buổi điều trị này thì em sẽ có cái kiến thức về dưỡng da cũng như là em hiểu được cái tình trạng quá trình khi bị mụn thì các bạn cần phải đến những cơ sở phòng khám hoặc spa hoặc là thẩm mỹ viện uy tín để được các bác sĩ chuyên gia cũng như các bạn chuyên viên có cái kinh nghiệm kỹ thuật tốt để giúp các bạn lấy mụn cũng như làm sạch da, tránh tình trạng da bị tổn thương hoặc là khi quá trình mà lấy mụn không đúng cách thì sẽ bị vi khuẩn nó lây lan, để lại những cái tình trạng viêm lang chai rồi dẫn đến hậu quả để lại sẹo hay thâm, nó làm mất thẩm mỹ và đây là tính thẩm mỹ lâu dài. Thì mong rằng là nếu như các bé đang trong tuổi dậy thì khi mà bị mụn thì các mẹ cũng như các bậc cha mẹ hoặc các em cố gắng đừng có tự dùng những cái sản phẩm bôi thoa tự mà chưa có chỉ định của bác sĩ cũng như chuyên gia hoặc là tự ý lấy mụn. Vì mình không có kiến thức, khi mình đưa vào làn da thì làn da sẽ nhạy cảm và đôi khi mụn không bớt mà còn bị nặng hơn. Thì hiện tại thì bé Thương Uyên sau 2 buổi điều trị thì da rất là đẹp rồi. Con có chia sẻ gì với những bạn khách hàng mà đang độ tuổi như con mà bị mụn để làm sao có kiến thức để không bị mụn với sẹo giống như con không? Khi bị mụn thì mình cần làm gì? Không tự ý nặn. Không tự ý nặn rồi làm sao nữa? Lại không mua mấy sản phẩm linh tinh về thoa. Không mua mấy sản phẩm linh tinh về thoa. Tại vì các em thấy được là người ta review sản phẩm tốt quá đúng không? Nên là thấy hấp dẫn quá nên mua về thoa. Thì bây giờ khi quá trình con điều trị 2 buổi thì các bác sĩ chuyên gia đã chia sẻ cho con cái kiến thức về mỹ phẩm cũng sản phẩm cách chăm sóc da. Mong rằng là con sẽ giữ được cái làn da đẹp như thế này nhé. Và cô này chia sẻ thêm một xíu nữa, bác sĩ chia sẻ thêm một xíu nữa. Con là thuộc típ da là không trắng mà cũng không đen, có nghĩa là típ da trung bình. Vậy thì khi những bạn mà thuộc típ da trung bình á thì các bạn đừng có cố gắng là làm cho da mình trắng như những bạn da trắng. Vì quá trình khi mà da mình thuộc típ da trung bình là mình có nhiễm sắc tố melanin nhiều hơn. Nếu các bạn cố gắng thay đổi cái làn da của mình trắng như những người mà có thuộc típ da trắng thì chắc chắn không được. Mà nếu như là được thì nó cũng chỉ là một cái giải pháp tạm thời. Đôi khi các bạn xài những cái kem hay những cái dưỡng chất mà có thành phần không tốt thì đôi khi còn làm ảnh hưởng đến cái làn da về lâu về dài. Vì với một làn da khỏe thì các bạn cứ coi cái phần da mặt với da cổ nó phải tiệp 9-10 là ok. Còn nếu như da mặt các bạn trắng 10 mà da cổ chỉ trắng 5, trắng 6, trắng 7 thì rõ ràng cái sản phẩm các bạn xài đang là không đúng. Có thể có một số thành phần hóa chất đôi khi đẹp tạm thời nhưng có thể về hậu quả lâu dài nó để lại những cái di chứng rất là phức tạp. Trẻ thì bị sức đề kháng da yếu sẽ bị mụn hoặc là có thể bị thâm, bị sạm hoặc da sẽ nhăn khô sớm. Nếu như các cô mà ở độ tuổi mà trên độ khoảng 3 năm trở đi thì khi xài về quá trình lâu dài thì gây ra tình trạng nám và lão hóa rất là kinh khủng. Vậy thì mong rằng là các mẹ các cô có kiến thức về mỹ phẩm, khi mà dùng những cái sản phẩm gì á, chủ yếu là để cấp ẩm và phục hồi da tốt. Còn để làm trắng thì nếu như các bạn không thuộc típ da trắng mà cố gắng làm trắng thì nó sẽ để lại những cái hậu quả về hệ lụy sau này đấy. Hoặc là những bạn mà mong rằng da chúng ta đẹp không tì vết thì thực sự làn da nào dù đẹp mấy thì vẫn có một
số ít mụn cám ở những vùng chữ T. Vậy nên các bạn đừng mong là làn da chúng ta sẽ không có một cái nốt mụn nào. Phải có một ít thì mới là làn da bình thường. Còn nếu không có nốt nào thì rõ ràng chúng ta không bình thường. Bây giờ thì mình sẽ coi cái má bên tay trái của bạn nhé. Với cái tình trạng mà má bên tay trái của bạn thì thực ra thì cái làn da của bạn rất là bình thường, không có cái vấn đề gì hết. Với cái làn da thì bạn bị một số cái sẹo như thế này, rồi một số mụn viêm, thì quá trình bạn điều trị mụn viêm một lần tại HV Clinic thì các bạn thấy rồi, chỉ cần một buổi thôi là mụn viêm của bạn đã sạch hết rồi. Kết hợp với lại bạn ấy điều trị sẹo rỗ một lần nữa, thì quá trình điều trị mụn viêm thì nó cũng chỉ dưỡng, thì nó phục hồi ở trên biểu bì thôi. Còn để mà phục hồi được tầng sâu, ví dụ như giúp cái lỗ chân lông của bạn se khít lại, để hạn chế cái tuyến dầu bài đào thải cũng như bài tiết. Thứ hai nữa là khi mà cái sẹo rỗ nó được cạn, được đầy rồi, thì lúc này nó cũng tự cân bằng với tuyến dầu, cũng như là cái vấn đề đào thải trao đổi dưỡng chất nó rất là tốt. Thì các bạn thấy được sau một buổi điều trị sẹo thì hiện tại sẹo của bạn ý đã đầy 50%, đúng như bé Phạm Uyên chia sẻ. Thứ hai là ngoài vấn đề đầy sẹo ra, cái sức đàn hồi da của bé rất là tốt nha. Hiện tại da bé nó mướt, nó mịn hơn, nó đồng đều màu da hơn, thâm giảm mụn hết, sẹo đầy. Và cái đấy quan trọng là cái làn da nó có cái sức đàn hồi, nó không bị khô, bị căng như là trước khi mà bé điều trị. Thì bây giờ con cảm thấy là da nhỏ như thế nào, mặc dù nó cũng có một số vài nốt mụn. Đang tuổi này thì không thể tránh được là da mình có một vài nốt mụn. Quan trọng là có mụn thì con đi lấy cho nó sạch nhé. Thì bây giờ con cảm thấy cái làn da thì con thấy thế nào? Con thấy nó hết mụn, nó sạch, nó tự tin hơn đúng không? Rồi sẹo đầy, rồi thâm nó cũng hết. Thì bây giờ là cái mặt để mặt mộc thì vẫn xinh. Thì cái làn da này là da mạch mật mộc nha các bạn. Mình có thể lau cho các bạn thấy này, không phải là mình dùng phấn trang điểm gì đâu nha. Bạn Kiều nhúng cho cô cái khăn ướt này, chứ không phải là bên mình quá cái trình review rồi mình trang điểm cho bé để là bé lấp những cái khuyết điểm đi. Tại vì một số các bạn xem những cái review của một số bạn ấy, thì quá trình khi mà không có nám thì trang điểm cho thành nám, rồi quá trình làm thì nói là làm nám hiệu quả, không có một phương pháp nào điều trị nám hay mụn mà có thể cấp độ, chỉ có ở mức độ như bé Uyên này thì là bé nhỏ này thì là làn da còn sức đàn hồi tốt. Thứ hai là tình trạng bạn không nặng nên quá trình điều trị thì mình chỉ cần có một buổi lấy mụn rồi về nhà dưỡng 2 tuần, sau đó thì mình kết hợp điều trị sẹo cho bé. Đây là một cái làn da thật nhé, không có trang điểm, không có che khuyết điểm gì cho bé nha. Mình lau này, giấy ướt các bạn này, thấy không? Thì đây này là làn da thực tế, chứ mình không có dùng trang điểm hay là dùng thủ thuật để mà review, rồi là để cho cái làn da khách hàng đẹp, rồi để các bạn thấy đẹp, để các bạn tới làm, không phải vậy đâu. Đây là kết quả rất là thực tế. Thì mình có dùng khăn giấy mình ướt này, tay mình cũng ướt rồi mình lau cho bé này. Thì đây là một cái làn da thực tế của khách hàng. Qua câu chuyện của bé Phạm Uyên thì mình cũng xin chia sẻ và nhắn nhủ tới tất cả quý hàng, không phải ở độ mụn tuổi dậy thì, bất kể ở độ tuổi nào, khi mà các bạn bị mụn ý, thì các bạn vẫn cần phải có kiến thức về tốt về da. Đặc biệt là khi bị mụn, nếu như mà một số cái nốt mụn nào mà nó nhẹ nhẹ, mà các bạn thấy cái đầu nó hơi lồi lồi nhẹ ra mà nó khô cái đầu mụn ý, thì các bạn cũng có thể là tự lấy nhẹ nhẹ thôi. Còn nếu không lấy được hết chân thì đừng cố lấy, các bạn cần đến thẩm mỹ viện hay phòng khám hay spa, những nơi cơ sở uy tín, có những chuyên gia bác sĩ cũng như chuyên viên có kỹ thuật chuyên môn kinh nghiệm tốt để giúp các bạn lấy sạch cái làn da mụn. Một cái làn da sạch là một cái làn da phải sạch mụn đã, thì lúc này các bạn bôi thoa sản phẩm gì thì nó cũng có hiệu quả. Và thứ hai nữa, không tự ý mua sản phẩm về nhà xài, vì trên trang mạng xã hội thì sản phẩm rất là nhiều, nhưng đôi khi hợp với các bạn, hợp với người khác nhưng không hợp với các bạn. Như khi các bạn đến HV Clinic thì các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia bác sĩ cũng như đội ngũ chuyên viên kỹ thuật sẽ giúp các bạn lựa chọn những cái dòng sản phẩm an toàn, uy tín và hiệu quả nhất để giúp phục hồi làn da các bạn, tránh tình trạng thứ nhất là không có bị bít tắc tuyến dầu, cũng như là da chúng ta bị cấp ẩm thừa quá thì cũng gây ra vấn đề là thừa dầu thì bị mụn. Thứ hai, quá trình khi mà các bạn bôi những cái sản phẩm đó thì sẽ giúp cho các bạn phục hồi da nhanh. Ngoài vấn đề phục hồi da nhanh thì hỗ trợ trong quá trình điều trị nó rất là tốt. Thì HV Clinic thì sẽ có những cái đội ngũ bác sĩ chuyên gia và chuyên viên giúp các bạn lựa chọn những cái sản phẩm phù hợp nhất, an toàn nhất cho làn da các bạn. Và nếu như các bạn có bệnh lý thì chắc chắn đội ngũ bác sĩ chuyên gia HV Clinic cũng như là đội ngũ kỹ thuật viên sẽ giúp các bạn lấy lại cái làn da sạch mụn này, hết thâm này, không sẹo này, rồi làn da sẽ khỏe đẹp lâu dài, chứ không phải chúng ta chỉ khỏe đẹp trong một cái thời gian nhất định rồi sau đó thì chúng ta bị nặng hơn. Rồi, Hiền xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hiền xin kết thúc cái live stream hôm nay. Hiền mong rằng tất cả những buổi live này thì các bạn sẽ giúp Hiền chia sẻ. Thì HV Clinic sẽ có những cái phần quà để gửi tặng đến quý khách hàng cũng như là quý bạn bè đã giúp HV, yêu quý HV Clinic, chia sẻ cho HV Clinic một cái chia sẻ trên trang công khai cá nhân, cũng như là giúp HV Clinic like một cái thì HV Clinic sẽ có những cái phần quà cho các bạn và gửi tới nhà luôn và không mất một phí tiền ship nào. Rồi, Hiền cảm ơn các quý hàng rất là nhiều, cảm ơn quý bạn bè đã ủng hộ cũng như là quý mến thương yêu Hiền cũng như HVNX.
Hiền xin chào và hẹn gặp lại các bạn những buổi review lần sau. Mong rằng là Hiền sẽ gửi được lại rất nhiều làn da khách hàng để mà quý hàng cũng như bạn bè tham khảo, để các bạn hiểu được là cái làn da chúng ta đang gặp phải những gì và cần những phương pháp cũng như mỹ phẩm nào để hỗ trợ các bạn điều trị. Đặc biệt là những bạn ở xa không đến HV Nordic được thì đội ngũ chuyên gia bác sĩ cũng sẽ hỗ trợ từ xa để điều trị cho các bạn. Rồi, Hiền xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.